Nhắm kỹ. Ủa sao hai anh em nhắm được có con bao à? Nó nhiều bao mà sao không không đứng qua mỗi đứa để gì cho nó chọc đụng nhau? Sao đứng sai vậy? Sao lấy tên? Thì đó đứng ngay là Khang. Nhắm cái bao nào nè, nhắm để bao nào dễ nhắm. Mục tiêu thẳng á. Cái tâm nó thẳng như mắt con á. Không tới. Long ơi, xích ra con. Long ơi Long. Xích ra để anh kéo nó trúng á. Anh kéo trúng con á. Rồi vô lượm ra. Ai mà dám vô lượm? Bây giờ đâu có ai đã bắn ta đâu, có con không mà vô lượm ra đi. Những cái nào dễ á, cái nào khó thì khỏi. Yeah, chúng rồi. Lượm được. Nhanh lên bắn thêm một lần nữa. Coi chừng trúng người nha. Tính gờ ra lo đưa con ra đi con. Ra con khoan ra lại lên. Rồi ra đi. Sao cái cung này sao nó con thế? Hỏi chủ. Đây nè, hỏi con. Phải tìm chúng người đó, phải tìm chúng người đó. Sao vậy? Ê khoan. Đưa cho anh đi, Rồi đi ra con. Ra lẹ lên Long. Đưa anh hai kìa. Bây giờ chúng. Đưa anh hai kìa. Tránh ra Long. Con đứng ngay cái sau lưng là... Ồ. Rồi tới Long kìa, Long cầm đi con. Quay ngược lại. Có 5 tên 20.000. Ở đâu vậy? Đó, cho nó đó. Năm tên 20 ngàn. Muốn bán nhiều bán à? Đâu có. Bán 5 tên 20 ngàn. Đây các bạn đã thông báo đó. À, có nghĩa cái này mày cặp cái cung miễn phí. À, mày bán 5 tên là mày đưa 20 ngàn. Cầm chơi thôi thì được.
đâu có đâu. Đâu có, bình thường bao công cất à, tại vì mấy đứa nó đang chơi thành ra là ông kêu vô ông cầm á chứ. Nó đang chơi. Rồi lấy à. Ở trong kia còn nhiều cung lắm, vô kia mua vé tao phát hả? À phát cung phát tơi luôn anh. Ờ. Ôi. Vậy cứ miễn phí đậu sao? Đâu có miễn phí. Khang chỉ cho em con, chỉ cho em con. Ê ê ê. Chỉ cho em lắp, chỉ cho em gắn. Coi chừng chúng em nha. Đừng yêu cẩn thận á. Ồ, hay quá. Rất tuyệt. Đấy, cung của bò nó dính gần nhất luôn à. Cung của anh bò dính gần. Bà dưới của con hồi nãy mà. Ừ. Này Long. Ây, cậy yên yên á. Oh, tuyệt. Tuyệt vời. Coi là con khung quá gì trong đó luôn á. Thôi đi. Rồi. Rồi đi. Em xích đâu? Có lên nhà sàn không? Thôi lên, lên nhà sàn không? Lên, lên nhà sàn lên. Đi đâu? Không. Rồi. Lại cái chỗ này không nè. Thầy con lên đi. Ba mét mẹ nè. Rồi. Thầy đi lên về. Nhớ nhà.
nó xài từ vô duyên nữa đó. Đi từ nè, đi từ dẫn đây đi. Đi dẫn đi. Đi từ nè. Lên.